tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Hoa Sen Concerts, công ty truyền thông B, tổ chức lễ hội vũ đạo Đà Lạt Best Dance Crew 2023 Hoa Sen Home International Cup, vòng bán kết bảng phong trào với 33 đội thi. Với chủ đề Nhiệt huyết tuổi trẻ, đây là năm thứ hai cuộc thi quay trở lại với quy mô hoành tráng hơn khi có sự tham gia của hai bảng phong trào và quốc tế, thu hút nhiều đội thi từ trong và ngoài nước. Tại Lâm Đồng, vòng bán kết bảng phong trào cuộc thi, 33 đội thi đến từ các huyện, thành đoàn và các đoàn trường đại học, cao đẳng trong toàn tỉnh tham gia. Mỗi đội thể hiện một bài nhảy, thời gian không quá 5 phút. Ban tổ chức sẽ chọn ra 15 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết bảng phong trào sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại quảng trường Lâm Viên và có cơ hội giành được giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Với những hoạt động sôi nổi dành cho thế hệ trẻ, ban tổ chức mong muốn tạo được sân chơi giải trí lành mạnh, phát triển thể lực cho đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chung của thanh niên, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.